Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành ngày 28 tháng 12 gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh thành phố, y tế các bộ ngành về việc xét nghiệm để phát hiện nghi mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 để xác định ca bệnh, cụ thể Trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc là gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có hai kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và hình thức test nhanh như trên. Trong trường hợp chỉ có một kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì cần phải có xét nghiệm real time PCR để khẳng định.